Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Chào mừng anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh của Nghĩa Ô Tô. Trước mắt anh chị em là một trong những mẫu xe cực kỳ hot ở trong phân khúc SUV hạng C và tên của nó là Ford Titanium. Đây có lẽ là mẫu xe có thiết kế đậm chất Mỹ nhất và cũng là một trong những mẫu xe nó mang lại cảm giác lái thích nhất, cách âm tốt nhất ở trong phân khúc SUV hạng C anh em ạ. Như anh chị em đã biết là trong phân khúc này thì ở thị trường Việt Nam nó nổi bật lên vài đối thủ cũng khá là cứng cựa. Ví dụ như là Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay là Kia Sportage. Ford Territory là một trong những cái mẫu xe nó tương đối là mới tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên ra mắt phát là bán rất tốt luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì cái mẫu xe này cũng đang là những cái mẫu xe mà nó được hỗ trợ trước bạ. Và ở thời điểm này thì đây là mẫu xe cũng đang có mức giá hỗ trợ cực kỳ tốt từ đại lý anh em nhé. Chưa kể là mùng 1 tháng 8 thì lại còn được hỗ trợ thuế trước bạ 50% cơ. Trong nội dung của video này thì mình sẽ sơ lược cho anh em về cái dòng xe Ford Territory. Nó có bao nhiêu phiên bản, giá bán khuyến mại như thế nào trong tháng 7, lăn bánh và trả góp ra sao, thì mời anh em chúng ta hãy cùng xem hết video nhé. Ford Territory tại thị trường Việt Nam thì sẽ có 3 phiên bản anh em ạ. Phiên bản thấp nhất là phiên bản Gen, phiên bản ở giữa là Titanium 1.5 AT và phiên bản cao nhất là Titanium X 1.5 AT. Nhìn chung là cả 3 mẫu xe này thì sẽ sử dụng chung một cái khung gầm này, một cái thiết kế, một cái khối động cơ anh em nhé. Nên là nó sẽ chỉ khác nhau về cái trang bị thôi. Có thể là những trang bị option cao cấp hoặc là những trang bị an toàn thì nó sẽ làm nên tên tuổi của từng cái phiên bản khác nhau. Cả 3 mẫu xe này thì sẽ sử dụng chung cái khối động cơ là xăng 1.5 EcoBoost tăng áp và sẽ cho công suất tối đa là 160 PS và mô men xoắn cực đại là 240 Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp nha anh em. Với cái mẫu xe này ấy, thì nhìn chung là cảm giác lái sẽ cực kỳ thích. Riêng xe Ford thì trong tất cả cùng phân khúc chắc chắn nó sẽ là một chiếc xe mà mang lại cảm giác lái thích nhất, cách âm tốt nhất. Nhưng với xe Ford từ trước đến nay thì chi phí bảo dưỡng so với các đối thủ trong cùng phân khúc phổ thông thì nó sẽ hơi nhỉnh hơn, cao hơn một chút anh em nhé. Nhưng mà xe Ford nó vẫn có những cái chất riêng lắm. Rồi, chúng nó giống nhau, các phiên bản là như vậy về động cơ, hộp số và cái hệ thống treo. Bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết từng cái phiên bản một, đồng thời là sẽ tính luôn cả cái mức giá niêm yết trong tháng 7 này cho anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản thấp nhất, đấy là phiên bản Territory Gen 1.5 AT. Phiên bản này thì có mức giá niêm yết là 799 triệu và anh em sẽ được hỗ trợ 70 triệu trong tháng 7 này nhé. Giá bán thực tế chỉ còn có 729 triệu thôi và sẽ tặng kèm cho anh em một gói phụ kiện. Gói phụ kiện này thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm trong tháng, nên là anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp thì mình sẽ báo cụ thể cho anh em nhé. Với mức giá này, nếu lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 850 triệu, tại Sài Gòn là 834, tại cái tỉnh thuế 12% sẽ là 830 và tại thuế 10% sẽ là 814 triệu. Và anh em sẽ được vay trả góp tối đa là 583 triệu, tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm từ 250 cho đến 290 triệu tùy vào cái tỉnh thành mà mình đang ở. Và hàng tháng thì trả nợ gốc cộng lãi nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 10 triệu một chút anh em nhé. Gốc sẽ cố định là 6,1 triệu một tháng và lãi thì nó sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Đây là phiên bản thấp nhất của dòng Territory nên là nó sẽ chỉ được trang bị là vành hợp kim nhôm 18 inch thôi và nó sẽ có ít túi khí hơn so với các phiên bản còn lại. Nó không có hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động. Đồng thời toàn bộ những cái tính năng an toàn ví dụ như là cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn thì cái phiên bản thấp nhất này sẽ không được trang bị anh em nhé. Còn có một số tiện nghi ở bên trong xe nữa mà phiên bản này khác với những cái phiên bản cao hơn, ví dụ như nó sẽ không có hệ thống lọc không khí và ghế da, nhưng mà nó là da vinyl, tức là chất lượng gần như là chất lượng thấp nhất luôn anh em nhé. Đấy, 6 loa cũng sẽ là cái phần giải trí cơ bản nhất ở trên cái phiên bản xe này thôi. Còn nếu anh em có nhu cầu về cái option tốt hơn thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải ngắm đến hai phiên bản cao, đấy là phiên bản Titanium. Rồi đến với phiên bản thứ hai, đấy là phiên bản Titanium 1.5 AT. Ở phiên bản này thì chắc chắn là sẽ cao hơn phiên bản trước rồi và nó sẽ có một số sự thay đổi về cái thông số. Nó vẫn là cái kích cỡ lốp và vành xe hợp kim thì nó sẽ giống như trên phiên bản Gen, đều là 18 inch. Tuy nhiên ở trên phiên bản này thì đã được nâng cấp thêm về tiện nghi, ví dụ như là có thêm cả cam 360 toàn cảnh này, có hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động này, có kiểm soát hành trình thích ứng này. Đồng thời ấy, là nó sẽ có thêm cả đèn pha chống chói tự động này, rồi là gương sẽ có được gập sấy. Đấy. Chúng ta sẽ có thêm lọc không khí này và da trên phiên bản này cũng là da cao cấp hơn nhá. Đồng thời bắt đầu từ trên phiên bản này thì anh em sẽ có là cửa kính sẽ là điều khiển điện cho tất cả các ghế này, đồng thời là sẽ có 8 loa hệ thống âm thanh ấy, 8 loa theo xe luôn anh em nhé.
Đấy, đây là một trong những cái sự khác biệt tương đối là lớn. Với những cái sự khác biệt đấy ấy, thì chiếc Ford Territory phiên bản 1.5 AT Titanium sẽ có mức giá niêm yết là 889 triệu và anh em sẽ được hỗ trợ thực tế là 75 triệu, tức là mình chỉ còn thanh toán có 814 triệu thôi. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 946, tại Sài Gòn sẽ là 928, tại cái tỉnh ngành thuế 12% sẽ là 926 và tại thuế 10% sẽ là 908 triệu. Và anh em sẽ được vay tối đa là 651 triệu, tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Nếu ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp mình khoảng 312 triệu, còn nếu ở tỉnh thì chuẩn bị trước khoảng 274 triệu nhá. Và cái tiền gốc lãi cố định hàng tháng thì nó sẽ rơi vào là khoảng 11,7 triệu, trong đó gốc cố định là 6,8 triệu và lãi thì sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản cuối cùng là phiên bản Titanium X 1.5 AT, rõ ràng đây là phiên bản cao nhất rồi, thì nó sẽ có những cái trang bị full kịch của cái dòng này luôn, ví dụ như là vành hợp kim nhôm 19 inch này, cam 360 toàn cảnh các thứ, rồi là kiểm soát hành trình thích ứng có hết. Ở trên phiên bản này thì nó sẽ khác cái phiên bản ở giữa một chút, đấy là nó sẽ được trang bị thêm cái cốp điện rồi anh em nhá. Đồng thời này, chúng ta sẽ có cả cái khay hành lý cốp sau và cái chất liệu ghế trên xe nó sẽ là da cao cấp và có thông ghế thông gió cho hàng ghế trước. Đồng thời, trên phiên bản này thì được trang bị tới hai màn hình rất là to 12,3 inch, bao gồm bảng đồng hồ tốc độ 12,3 inch phía sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm cũng là 12,3 inch luôn. Đồng thời là sẽ được trang bị 8 loa cao cấp anh em nhé. Với phiên bản này thì có mức giá niêm yết cao nhất sẽ là 929 triệu và anh em sẽ được hỗ trợ 70 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá bán. Giá bán thực tế chỉ còn có 859 triệu. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 995, tại Sài Gòn sẽ là 977, tại cái tỉnh hành thuế 12% sẽ là 975 và tại thuế 10% sẽ là 957 triệu. Và nếu anh em có nhu cầu vay trả góp thì sẽ được vay tối đa là 687 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Nếu ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp mình là 327 triệu, tại Sài Gòn sẽ là 308, tại thuế 12% sẽ là 307 và tại thuế 10% sẽ là 288 triệu. Hàng tháng thì mình trả cả gốc cả lãi rơi vào khoảng 12,3 triệu, trong đó thì gốc sẽ cố định hàng tháng là 7,2 triệu và lãi thì sẽ giảm dần theo dư nợ gốc anh em nhé. Trên đây thì mình vừa show cho anh em về ba cái phiên bản của dòng xe Territory của Ford. Nếu anh em nào đang quan tâm về những cái dòng xe này, muốn lái thử, muốn xem xe trực tiếp hay là cần chi tiết hơn về bảng giá khuyến mại, chương trình trả góp, bảng trả lãi hàng tháng thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline mà mình đã đính kèm trên video. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và nếu anh chị em quan tâm thêm về những dòng xe khác thì có thể comment xuống phía dưới này nhé. Nghĩa sẽ lên video để trả lời cho nhà mình một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.